birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good enough.
Xin mời đưa hình
lên hà tay. Và chị là người tài trợ chính cho bữa tiệc này để chúc mừng cho em gái mình sinh nhật. Một tràng pháo tay cho chị gái được không quý vị? Bây giờ thì em xin dừng lại cho chị để thay cho người chị của mình có những lời cảm ơn một màn những lời chân thành nhất của chị, của chị cũng như là chị thay đổi với khách ngày nay. Được mời chị. Kính thưa quý vị quan khách, xin hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách tới từ buổi tiệc sinh nhật của Phương Mai ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11 2020. Và lời đầu tiên cho phép Phương Mai được thay mặt gia đình, ban nhạc, nhà hàng xin gửi tới quý vị quan khách lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chính là ngày vui sinh nhật đặc biệt cho Phương Mai. Bởi bắt đầu từ ngày hôm nay, Phương Mai sẽ đón nhận thêm một tuổi mới, niềm vui mới. Bên cạnh đó, được đón nhận tình cảm yêu ái từ sự giúp đỡ hỗ trợ của chị Ngô Mai Thanh và em Ngô Quốc Dũng và các cháu trai. Em xin cảm ơn rất nhiều những món quà xinh tươi và lời chúc mang đầy ý nghĩa trong cuộc sống. Đã mấy chục năm qua, khi ba chúng con ra đi về với Chúa, một tay mẹ lan toàn chúng con đóng vai là ba, nuôi nấng săn sóc cung cấp, luôn là mẹ hiền yêu thương đủ mọi chúng con đều lớn lên. Tung cắn và người trở về yêu thương của ba và dặn dò tình yêu thương của mẹ trong điểm đau xót mất mẹ, chúng con xin chỉ biết cúi đầu cảm ơn mẹ và mình khắc ghi tâm tình để lại cho chúng con. Con xin cảm ơn và yêu thương ba mẹ là đoàn rất nhiều. Kính thưa quý vị, và lời phát biểu vừa rồi cũng là chính thức khai buổi tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin phép được thay mặt cho gia đình cùng những người thực hiện chương trình xin chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật vui tươi và ngon miệng. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để dự tiệc sinh nhật của Phương Mai. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất đến với bạn và mọi người. Trong quá trình tổ chức sinh nhật có điều gì sơ sót, xin mọi người bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn. Để tổ chức chương trình sẽ giới thiệu chương trình văn nghệ với nhiều chương trình đặc sắc vui nhộn. Yeah, hết cảm ơn. Lấy thì hết những cảm cảm quý vị hãy hòa hợp với kỳ hội với chị Lung sao chị đồng. Quý vị thấy hôm nay chị rất là tốt, rất là cầm tỉa mà chị bấm rung. Và bây giờ chúng ta dành cho người đẹp Ngô Phương Mai một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Quý vị thấy ở trên màn hình là chị gái của chị Ngô Phương Mai, chị Ngô Mai Thanh là hoa hậu hiện tại đang Úc hôm nay, hoa hậu nhân dân 2019. Và chị rất vui mừng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị cũng như là mong rằng anh chị và mọi người ở đây sẽ cùng dùng một bữa tiệc ngon miệng và thật là hài lòng trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vỗ tay nào quý vị. Vâng, cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Ngô Mai Thanh ở một nơi xa. Chúc chị lúc nào cũng tràn đầy niềm vui hạnh phúc và thành công, lúc nào cũng xứng danh hoa hậu nhân dân Việt Nam 2019 tại Úc. Đoàn chúng ta cho lại quý vị ơi, 1, 2, 3. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ bước vào ngày thứ ba và tiếp theo giờ sẽ được là theo yêu cầu thì em sẽ mời á hậu Thanh Phương bước
đứng lên sân khấu trong chồng có tay quý vị một người chị rất thân quen với lại chị cô Phương Mai. Và chúng tôi tiếp tục xin được trân trọng kính mời chị Lan, giám đốc công ty Gaza. Thôi chị hãy bước lên ạ, xin mời chị Diêu Huyền vỡ toàn tâm, xin mời hai chị bước lên ạ. Xin được trân trọng kính mời Anna, các chị bước lên cùng chụp ảnh với quý vị ạ. Và xin mời anh Tính, xin được trân trọng kính mời anh Tính ạ. Xin mời bà tất cả anh ở bàn anh Tính lên lên đây chụp chụp hình lưu niệm. Xin mời các anh ạ, xin mời các anh trai với em ạ, xin mời bạn anh Tính ạ. Rồi xin mời con Đức Hưng luôn. Rồi xin mời Duy Hồng Công, Thùy Linh, những có tên thân yêu muốn lên ạ. Mời các anh đứng ở giữa ạ. Con Thùy Linh, chúng ta bước lên tại gia đình xếp hàng nè. Chúng ta xếp dụng cung đi chị, xếp dụng cung gia chồng. Em đứng bên sau đi, em đây nè. Rồi đứng bên ông chút xíu. Bước qua tháp đường sân bay nè. Một bên nhau ta hạnh
Nhập tỷ cảm ơn nhé. Một, hai, ba. Yeah. Vỗ tay. Rồi chị uống cái tiền này đi cho em mời chị hát trước tiên. Anh chị chị. Bà có cầu á mà từng quên. Tư kỳ mở từ Biên Hòa tôi chạy lên. Em từ Biên Hòa chạy lên MC luôn. Họ mở xuống Biên Hòa hát. Chị hát một chị kêu á. Ai kêu má rồi ai kêu ra. Rồi chị uống cái tiền này tao hát nha. Vô. Cảm ơn Chappie ơi. Một. Rồi bây giờ xin mời chị hát đi, em sẽ chạy chương trình phía sau. Chưa đi, ta chưa đi chưa thôi. Em nói là
thương trẻ đang yêu. Hay thì cà phê vô đó phê, phê xong tính sau. Đúng rồi tên. Ngày nào mình thơ mộng anh nhớ.
nha. Thượng Thừa Bảo Kim thẻ kiếm trước đâu sao. Rồi, và sau đây thì thanh kiếm này nó có tên là Ngọc Nữ Tâm Kiếm. Thêm độ khó hơn nữa và kịch tính hơn nữa thì Long sẽ trình diễn một lần ba thanh kiếm có chuyên đề tương đương. Mời quý vị và các bạn hướng mắt về sân khấu. Kính chào các anh, những bó hoa tôi thấy quý vị sẽ là một lớn lời cảm ơn đến từ chị Xuyết Minh Long. Vỗ tay ra quý vị ơi, trời ơi, vỗ tay ạ, rất tuyệt vời, trời ơi, ghê quá. Vỗ tay. Cúp hồng của nghệ sĩ Thiết Minh Đông và hai bóc còn lại sẽ bóc vào chậu xanh. Sẽ được tăng lên như thế nào của mọi người không có mời sẽ bóc cùng chiêu ngưỡng. Sẽ có những đoàn hoa đặc biệt nhất vì dành tặng cho người sản xuất Minh Long với tiết mục đầy ấn tượng này. Rất nhẹ nhàng, hồ hải quý vị. Vâng, những trò này rất là đặc biệt với vị nhất. Thank you.
Yeah.